Ok, đây là mẫu mạch lo kéo DB-HA862 có nguồn xung. Có nguồn xung là sao? Đây, nguồn xung đã chạy được điện 220 đây. Đây, ok chưa? Đây. Ok, thì trong cái video này mình sẽ nói một cái vấn đề về cái mạch lo kéo DB có nguồn xung này mà mấy anh em thắc mắc. Đó là chính là cái jack DC 15V 2A thì không sử dụng ha, tại vì sao mình đã cắm điện 220 rồi, nhưng mà tại vì sao vẫn có nó, để khi nguồn xung bị hư thì sao, cắt bụp dây đi rồi dùng adapter rời 15V 2A cắm vô vừa sạc vừa xài, cơ chưa, hấp dẫn chưa, thấy không, cơ động không, xài hư, ví dụ xài hư đi, đánh lo nặng quá.